Kính chào quý vị và các bạn. Mây dông đã phát triển từ sáng nay ở khu vực Quảng Trị đến Bình Định và gây mưa to, nhiều nơi đã có mưa trên 50mm. Dự báo mưa tiếp tục xảy ra ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định trong tối và đêm nay với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở khu vực này. Sang ngày mai trời nắng nhiều, nắng nóng sẽ xảy ra ở Đồng Hới, Đông Hà, Huế, mức nhiệt cao 35 độ, còn Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mức nhiệt là 34 độ cũng cảm thấy nóng rõ. Nam miền Trung, nắng nóng xảy ra ở Quảng Ngãi và Nha Trang, còn lại các nơi khác mức nhiệt phổ biến là từ 32 đến khoảng 34 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối mai tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ sẽ có những điểm mưa to lên đến 50mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2 tháng 6, cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Ngoài cảnh báo lốc sét và gió giật, thì đêm nay ở vùng núi Bắc Bộ, gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, sang Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn và Cao Bằng, có cảnh báo cả lũ quét và sạt lở đất nguy hiểm. Bởi dự báo đêm nay, những khu vực này sẽ có mưa to từ 30 đến 60mm và có những nơi mưa rất to lên đến trên 100mm. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ cảnh báo mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10km. Quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì mưa chỉ xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km và gió khoảng cấp 4. Và cuối bản tin là phần dự báo cho một số thành phố Trung Bộ vào ngày mai.